Xin mến chào quý anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn IDO thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá dưa leo hay một số loại nông sản khác trên kênh. Quý anh chị các bạn nào có quét xem kênh, có quan tâm đến giá nhãn, giá dưa hay một số loại nông sản khác thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý anh chị các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn, giá dưa hay một số loại nông sản khác thì trên YouTube của quý anh chị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý anh chị các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá dưa, giá nhãn hay một số loại nông sản khác mà không cần phải tìm kiếm. Quay trở lại tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp, cụ thể là trong một vài ngày trở lại đây thì giá nhãn IDO vẫn đang ổn định. Tình hình giá nhãn IDO hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì có mức giá dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn đẹp hay là xấu và tùy theo từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch khác nhau. Nhãn đẹp, nhãn lựa hiện nay thì có mức giá dao động từ 23.000 đến 25.000 đồng một ký. Ngoài ra thì tình hình giá nhãn IDO cũng tùy thuộc theo hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà ở mỗi nơi sẽ có mức giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tình hình giá nhãn xô hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Nhãn xô thì có mức giá dao động từ 19.000 đến 21.000 đồng một ký do nhãn bị xuống màu hay là vườn nhãn có trái xấu, trái nhỏ. Và đây là giá nhãn thực tế của một số bà con nông dân đang thu hái và cân sáng nay tại ruộng. Ở khu vực Vĩnh Long và Cần Thơ, nhãn đẹp thì sáng hôm nay có một số bà con nông dân đang bán với mức giá là 23-24. Nói chung là sẽ tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn, từng sức mua mà ở mỗi nơi thì sẽ có mức giá chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký theo từng khu vực. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá nhãn IDO sẽ có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng để cho quý bà con nông dân mình có thêm động lực để tiếp tục làm những vụ nhãn sau. Và thời gian sắp tới thì nếu có thời gian rảnh mình cũng sẽ tiếp tục làm những clip cập nhật tình hình giá nhãn IDO trên kênh để cho quý anh chị các bạn cùng mình tham khảo. Và do tình hình như hiện nay thì giá nông sản nói chung hay là giá nhãn nói riêng có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Giá nông sản thì luôn biến động rất là nhanh và thay đổi liên tục theo từng ngày. Và nhiều khi không có thời gian rảnh nên khi mình cập nhật tình hình giá nhãn, đôi lúc thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường hiện tại. Thì mong quý vị các bạn thông cảm. Và đồng thời thì mình cũng rất là mong quý vị các bạn nào có xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn IDO ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới để cho quý vị các bạn và bà con nông dân xem sao có thể cùng tham khảo được giá. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn rất là nhiều. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân nhà vườn mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá.